bố không? Mặt bồ à? À đi mày 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 đâu? Thôi, đánh nhau ra ngoài kia nhá, em xin lỗi, em xin lỗi. Đánh nhau ra ngoài kia luôn đi. Còn đâu tao nói mình nghe, tao đi làm bục mặt cả ngày từ sáng đến tối nè. Tao bảo mày mở cửa ra, hôm nay hai mày không chạy được đâu, tao thật. Đấy, con thật đấy bố luôn, con theo dõi nó từ sáng đến giờ mà bây giờ con mới... Chúng nó nôi nhau vào đây bây giờ. Được rồi, nói chung là anh với bác cứ từ từ để gọi ra nói chuyện á, chứ đừng làm ồn ở trong nhà nghỉ nhà em. Thôi, trong chỗ nhà em kinh doanh. Nhưng mà em ơi, tao bảo mà rồi, chúng mày không chạy được đâu. Em cứ mở cửa ra đi em ơi, mở cửa ra nói chuyện nào. Anh em không thì bây giờ anh lấy chìa khóa anh mở cho em đi. Đấy, bố bây giờ con thật con dẫn đúng mà một lời à, nó cho bố xem. Để nó mở cửa ra xem thế nào đấy. Đây. Thằng này thích cái Linh đâu? Dạ. Hả? Em thích Linh đâu? Em biết Linh nào à? Bố con thật đây nhá, áo vợ con nhá. Con nói bố nghe không sai đâu được. Con đã bảo con cho người theo dõi không mà. Đấy. Em ơi. Em ơi bác ơi. Bác ơi. Đi ở đây anh bảo. Thằng này nó ở đâu? Con không biết thằng chó chết này nó ở đâu, nhưng mà con đảm bảo con biết Linh nó ở đó. Anh, chung mày. Em không biết gì. Linh ơi. Em biết anh này. Tao mày gọi anh Linh ơi. Tìm anh. Anh. Đấy, anh. Đây, thằng bằng nó theo dõi em. Mày xem trong nhà tắm này nè. Mày cứ đi ra. Tao hỏi mày đây. À, xem với nhau chứ. Ủa, bỏ cửa ra. Không làm gì cả. Mày ra đây. Đây rồi, mày ra đây. Bố, đây nhá. Đây. Bố nhá. Đây. Này. Thế đấy. Mày bảo mày thích làm, mày làm ở đây à? Bố bây giờ bố tin con chưa? Bây giờ tao nói thật với mày nhá, mày bây giờ mày cứ nói dối chồng, nói dối thằng kia mày ra đây. Đi làm. Tao nói mày ra đây. Đi ra đây à? Đi đây. Ngủ không? Ngủ không? Em ơi, bình tĩnh. Anh ơi. Thôi thôi. Có người tìm về nhà nói chuyện đấy, ở đây làm kinh doanh sao đấy. Thôi đây anh nhá, anh xin lỗi em là hôm nay anh đã theo dõi từ sáng đến bây giờ rồi. Anh đảm bảo em anh sẽ không làm gì cả. Đây là cái chỗ nhà em nó kinh doanh anh hiểu không? Giờ đêm rồi. Bao nhiêu phòng bên cạnh. Đêm đấy. Đêm bây giờ. Con bắt quả tang thì thôi. Đây đây là bố ơi, không ra đâu. Đây, đây chủ nhà nghỉ người ta nói đấy, đúng không? Đấy, tao nói mình nghe này, tao có gì mà không tốt hả? Đây, để mày phải như thế này, tao đi làm bục mặt ra kiếm tiền về nuôi mày nuôi con mà bây giờ mày như thế à? Sao mày cho này cho đông người có gì thì về nói chuyện. Bố ơi, con hỏi bố bây giờ đấy, bố cũng xem còn cái gì để nói không? Không, bố cái gì, toàn người nhà nhau ở đây. Bây giờ tao nói này nhá, bây giờ nó về nó hỏi ta, mà bây giờ đi đường ta không tin là mày như này. Mà bây giờ thực tế như này thì bà chồng này, mày bôi do chắc chấu vào mặt bố không? À. Mặt bồ à? À. Mày nghĩ đi. Thôi, em hỏi đâu? Đánh nhau ra ngoài kia luôn. Thôi, em xin lỗi. Đánh nhau ra ngoài kia luôn đi. Còn đâu tao nói mình nghe là tao đi làm bục mặt cả ngày từ sáng đến tối chỉ để đi kiếm cho từng đồng, từng cát tao đưa cho vợ con mày, để cho mẹ con mày, để mẹ con mày ăn, mà bây giờ mày như thế là bây giờ mày, tao nói mày biết nhá, bây giờ mày mày phải vì bố mẹ chứ, mày bôi do chắc chấu vào mặt bố mẹ à? Bây giờ thì tao có mày nhau nói, có mày nhau đến một mụn con rồi, con thì lớn rồi. Bây giờ này giờ mày cũng bỏ luôn đi. Bây giờ tao người ta đến người ta nói chuyện người ta biết ăn nói làm sao? Có phải mày bôi do chắc chấu mặt tao? Còn đâu thằng kia nha, mười bước chân ra khỏi nhà nghỉ mà không xong tao đâu. Mày ngồi xuống. Tao hỏi ngồi xuống. Con là bố, thằng này thằng làm cùng công ty mày hay là như nào? Ở đây. Mày khai rõ nè. Nó người đâu? Anh thế làm cùng công ty cùng em. Tao biết ngay mà. Mày đấy con bố nghe nhá, thằng nào cũng bảo là con đi tăng ca đấy bố ạ. Lúc nào cũng thấy đi tăng ca. Mà không hiểu nó làm cái gì. Đọc nói dối bố mới nói dối chồng thôi. Bây giờ như này bắt quả tang này, bây giờ mày tính làm sao? Đấy nhá, con thật bố nhá, con nói mẹ còn bảo là vợ con thế ở kia. Đấy. Ba mà một đời đấy, con dẫn bố đến tận nơi luôn. Thế bây giờ đấy, tao thực tế là bây giờ tao mới tin này này. Thì trước tao cũng kì, nửa tin nửa mà. Sao mà giúp bố cả? Mày ngủ với nó bao nhiêu lần rồi? Trời ơi. Em không nhớ. Bao nhiêu lần rồi? Không nhớ. Em không nhớ. Mày nhiều quá rồi mày không nhớ đúng không? Mà chỗ này chỗ anh đi em đi về bố nhà thấy không? Bố thấy nó vẫn nói, còn nó nói một câu mày cãi à? Hả? Nó còn không thể nào mà đi về nhà thật chưa? Thôi ra cho nó về nhà thật đi. Đi vào thằng áo nhanh. Rồi về. Ném quần áo vào nó. Bây giờ thằng cãi đi. Đi đây, mày đi đây. Thằng kia. Mày ơi, tao bảo mày đi vào thay quần áo đi về nhà thật chưa? Nhanh lên. Áo nó vừa ném đâu.
Mẹ cái loại đàn bà con thật với bố luôn, không thể nào mà con chấp nhận được bố. Cái này bố thấy con không thể chấp nhận được. Con hỏi bố nào, bố thấy con có thua kém gì người đời không? Đấy, mà như thế này, bố lo cho mà chồng con thì lo hết mực, mà cuối cùng nó làm như thế này thì bố biết ăn nói làm sao. Tao nói mày nghe này, hôm nay nếu mà không có thằng ông chủ nhà nghỉ ở đây nhá, mày không xong với anh em của tao đâu. Tao nói mày chưa? Này, thôi, sao thôi, không đánh không? Cho mặc quần áo vào. Còn mấy kia ngồi đây. Mày ngồi đây. Tao sẽ gửi video cho mẹ. Đây có cả bố nhưng tao sẽ gửi về cho mẹ mày xem nhá. Con xin phép bố luôn là như thế, con sẽ gửi về cho mẹ xem. Cái này phải cho mẹ nó biết thực tế. Chứ không mẹ cứ bênh nó. Bây giờ nó lại hư đốn cái độ này nữa thì. Đây. Chồng con thì đi làm tập mặt ra từ sáng đến tối, chỉ mong sao kiếm được miếng cơm mang về cho vợ cho con. Mà đấy, vợ đấy. Em nói thật với anh luôn là bây giờ như này, em thật anh vào thằng đàn ông như em này em quá bình tĩnh rồi anh ạ. Nếu mà không có anh ở đây thì em không thể nào mà bây giờ này nói chung là người phụ nữ người ta như thế rồi. Bây giờ sai hay không sai thì nó rõ ràng rồi. Còn đâu con xin phép bố nhá, ngay ngày hôm nay về con quyết định con đi dị. Con này phải bố. Không để con không thể như thế được. Còn đâu nhá, con sẽ cho cả bố mẹ con biết nữa. Không thể thế này được. Cái này con cứ bình tĩnh để về nhà thì bố với mẹ rồi nói chuyện với con sao? Bây giờ bố chở nó về nhà con. Xe của nó để con đi, bố chở nó về nhà con. Đấy, mày thấy được không? Đấy. Mày thấy thì chồng con nói như thế mày được không? Còn đâu thằng này nhá. Đứng lên. Đứng lên đi về ngay. Đứng lên đi về ngay. Ra. Cẩn trương đi về. Ngay. Đi về ngay. Mày về tao mẹ mày cắt tóc tao bôi vô. Rồi.